Xin chào các bác và anh em, chúng ta lại quay trở lại với một sản phẩm mới của ngày hôm nay. Đây là một trong những đôi loa được mong chờ rất là nhiều trong thời gian vừa qua, và đây là một mẫu mà em đã kinh doanh từ cách đây 3 năm rồi, nhưng mà đến bây giờ thì nó mới quay trở lại thị trường. Vì cái đôi loa này ngày xưa phiên bản của nó rất là đắt, và cái thời điểm đấy Hoàng Long chúng em đã bán cái mức giá cũng rất là cao. Tuy nhiên thì đã bị cháy hàng một thời gian rất là dài và rất nhiều anh em mong chờ nhưng mà lại không có hàng. Và ngày hôm nay thì muốn quay lại giới thiệu với các bác và anh em, cái phiên bản này là phiên bản loa full siêu cao cấp của cái hãng WeWood này. Nếu mà ai đã theo dõi thì đã biết được phiên bản VA12 của 3 năm trước, nhưng mà đây với sự quay trở lại thì nó hoàn thiện hơn, cao cấp hơn, đẳng cấp hơn nữa. Thì đó là phiên bản VA12 Pro. Phiên bản Pro tức là bản professional chuyên nghiệp đấy. Thì đây là một trong những cái mẫu loa mà em đã lắp cho những phòng hát kinh doanh chuyên nghiệp ở trên Thái Nguyên, ở Quảng Ninh, hay những quán bar sự kiện DJ remix, và chơi đến bây giờ nó bao nhiêu năm rồi nó vẫn cứ rất là tuyệt vời, vẫn không có hề hấm gì, ảnh hưởng gì cả. Và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và dày, cũng như đều tất cả các giải, và nó một trong những dòng loa chuyên nghiệp để karaoke. Thì nó đã chơi ở những cái phòng trà, những quán bar và chơi ở chế độ chuyên nghiệp như vậy thì không có lý do gì trong gia đình mà lại không hay được cả, đúng không ạ? Và đây là một trong những cái dòng loa full thiết kế theo kiểu truyền thống, với thiết kế dạng thùng phát sâu ở phía sau, e căng bằng thép ở phía trước, logo đặt ở chính giữa, rất là sắc nét. Đó, đây là hàng chính hãng, thương hiệu của Mỹ, và nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện luôn các bạn nhé. Đây, cái này thì nó xuất đi khắp các nước trên thế giới, đầy đủ COCQ, hàng nhập khẩu. Và đây là cái sản phẩm mà chúng em vừa mới dỡ công hàng từ đêm hôm trước. Vâng, anh em bốc hàng rất là vất vả, 3 giờ đêm vừa mới xong. Nói về cái thiết kế bên ngoài thì e căng bằng thép ở phía trước rồi, nó sẽ bao bọc cả cái cụm mà bát và chép. Lát nữa em sẽ tháo cái e căng cho các bác và anh em xem của bát và chép. Hiếu ơi, hộ anh một tay tháo cho anh, tháo cho bên kia cũng được. Rồi, lát nữa để em Hiếu em sẽ tháo cái e căng ra để các bác và anh em cùng xem cái thiết kế bên trong nhá. Nhìn này thì nó đơn điệu lắm, nhưng mà bên trong nó sẽ là rất là nhiều những cái tinh hoa. Và dập chìm ở bên cạnh đó là cái thương hiệu logo WeWood ở đây. Hai cái ốc chờ để chúng ta có thể treo ngang, treo lên trên trần nhà đấy. Và treo đứng thì cũng có hai ốc chờ sẵn ở đây. Thiết kế phủ bên ngoài là lớp sơn sần, sờ rất là mịn, bóng. Sần nhưng mà nó lại sờ rất là bóng, nó không bị thô ráp. Và cái căng thì cũng được uốn lượn theo cái hình sóng như này. Nó trang điểm cho cái loa nó phần đẹp hơn. Quay vào phía sau. Phía sau thì loa được thiết kế hai cái lỗ thông hơi đặt nằm ngang và song song nhau như này. Và bên trên này nó là cái móc để chúng ta có thể luồn tay vào khi chúng ta khiêng vận chuyển đó. Phía dưới thì có hai đường new trích để chúng ta cắm đường tín hiệu vào và đường ra. Hai đường này thì thực ra bản chất nó là một thôi, nhưng mà nó có thể link sang loa khác, đấu sang loa khác. Một đường vào và một đường ra. Rồi, và đây là VA12 Pro. Em thường gọi là A12 vì nó sẽ phân khúc ra làm một loại là B12, một loại thấp hơn nữa là B12 này, một loại thấp hơn nữa là C12, tức là nó theo phân khúc ABC, và C là rẻ nhất, B là trung bình và A là 12. V thì nó sẽ thể hiện cái từ viết tắt của từ VIP ấy, Very VIP ấy. Đó là cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại. Và công suất trung bình của nó tối thiểu hoạt động là 400W và cực đại là 1200W một quả này các bạn nhé. Đánh cực kỳ là khỏe, trở kháng là 8 ohm, và đó là công nghệ của Mỹ và bộ nhiêu linh kiện của chính hãng luôn các bác nhé. Các cái đường nét chi tiết gia công rất là sắc nét. Và giới thiệu cho các bác cái thiết kế và cái chiều rộng. Đo cho em cái kích thước của cái này. Em sẽ đo lại cho các bác và anh em cùng xem cái chiều rộng của cái loa này bao nhiêu nhé. Chiều rộng là 36 này. Chiều sâu là 37. Rồi, chiều cao. Chiều cao 61 đúng không? 51. Đâu? 61. Chiều cao 61. Đó là cái kích thước của cái này, chiều cao 61, chiều rộng là 36 và chiều sâu là 37 đúng không? Và với một số anh em có tủ kệ, chúng ta đặt ngay trên tủ kệ, hay là một số anh em có thể mua những cái chân gỗ như kia thêm để chúng ta đặt lên các bạn nhé. Cái chân này là mua thêm chứ không liên quan gì đến cái loa này cả. Rồi. Vâng, sau đây em sẽ tháo cái căng cho các bác và anh em cùng quan sát cái thiết kế của bát và chép của cái dòng này các bác nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy được một cái họng kèn rất là lớn ở phía bên trên, và nó phủ sóng rất là rộng, phủ cái góc rộng lên 90 độ ngang và 90 độ dọc. Ở trên chúng ta cũng thấy được là tiếng chép của nó, độ phủ nó rất là rộng.
Và phía dưới đây là một cái loa bát 30, kích thước khá là lớn. Và chúng ta nhìn thấy họng côn đây là 76 này. Và gân hai gân nhé, dạng gân vải tẩm dầu. Sợ nó hơi dính dính tay một chút. Thì đây là nhà sản xuất người ta đã dưỡng thêm một cái lớp dầu bên trên cái gân này. Một là để cho nó mềm, và trong thời gian dài nó sẽ không bị khô và tiếng đánh sẽ không bị thay đổi theo thời gian. Và một cái thiết kế gân vải như này thì nó rất là bền, trong theo thời gian anh em dùng thoải mái, nó không bao giờ có hiện tượng là phải hỏng hay thay gân cả. Chúng ta không cần bảo dưỡng nữa các bác nhé, 10 năm sau nó vẫn như này. Và cái màng thì là màng giấy, cái độ cứng rất lớn, và chúng ta nhìn thấy các cái sợi thủy tinh trắng trắng ở đây thì là một trong những vật liệu tổng hợp tạo ra cái chất âm cực kỳ là trong trẻo, sạch sẽ và ấm áp nữa. Cái lời ca tiếng hát rất là ấm áp. Và thiết kế nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái khi cái nó, chất âm nó thể hiện ra thì rất là tuyệt vời. Cái độ phủ rất là rộng, và cũng như cái lời ca tiếng hát dày dày này, ấm áp này, và sáng tiếng nữa các bác nhé. Và ngay sau đây thì mời các bác cùng nghe thử cái chất âm của cái bộ dàn này, thì em ghép với cùng với cục đẩy 7X23 Pro phiên bản President, cộng với một cặp mic không dây. Hiện nay cặp mic bình thường thôi, mic xua bình thường thôi, rất là rẻ tiền, nhưng mà nó đã rất là hay rồi. Và dưới đây thì em ghép thêm một quả loa siêu trầm phiên bản T9i bass 30 bass cộng hưởng nữa, cái màu đen piano rất là sang trọng, e căng bằng lưới lụa, chúng ta tháo rời như này. Và cái loa này thì nó sẽ có hai bát, một bát bát 30 đánh ở phía trước và một bát 30 úp đất nữa. Đó, các bác cùng quan sát nhá. Khi bát điện này ở phía trước nó đánh thì bát cộng hưởng ở phía dưới nó cũng sẽ đánh theo, để nó rung theo. Và đây là loa trầm điện nhá. Chúng ta sẽ lấy tín hiệu trực tiếp từ cái đẩy liền vang X23 Pro kia, và khi chúng ta tăng âm lượng lên thì cái loa full nó cũng to theo và cái loa trầm cũng theo. Và cái đây phần mềm thì em đã cài sẵn cho chúng ta rất là nhiều chế độ, tới tận 6 chế độ hát. 1, 2, 3 thì chế độ là dành cho người mới tập hát này, và chế độ 4, 5, 6 thì dành cho các bác nghe nhạc này, xem phim này, xem thời sự này. Đấy, chúng ta sẽ cùng nghe đấy, chế độ này là chế độ nghe xem phim này. Đây là xem thời sự này, chế độ đây chế độ xem phim, đây xem thời sự này đó, và chế độ này là chế độ nghe nhạc kiểu classic. Và đây là các chế độ hát này, chế độ 1 thì dành cho tất cả mọi người, ai cũng hát được, vừa xe lẫn intro và revert. Thế hai là chế độ dành cho người mới tập hát, chỉ chuyên về intro thôi. Chế độ 3 dành cho người hát chuyên nghiệp rồi, chỉ có revert thôi. Đấy, các bác thì tất cả trên điều khiển luôn, tăng giảm âm lượng cũng là trên điều khiển luôn các bác nhé. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức này. Sau đây thì em sẽ chuyển sang một đoạn nhạc acoustic nhẹ nhàng du dương, để chúng ta sẽ cùng nghe thử cái tiếng lời ca tiếng hát của cái cặp loa VM12 này sẽ xuất sắc như nào các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đeo tai nghe và thưởng thức một bài hát rất quen thuộc, bài hát của ca sĩ Phương Phương Thảo, bài hát Hẹn Hò. Xin mời, em sẽ tu nhanh đoạn hát nhé. Trời thì mưa rơi không mang soi tôn niềm đau, người thì hẹn nhau sang sông mong cho cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tan thu sang xuân, bên nhau biết thuở ban đầu. Dù tình không mối đôi ta, xin cho hương vui về sau. Trời còn lắng cho mưa rơi cách biệt dài lâu.
trôi màu, mắt vẫn hoen dầu, đành để hôn theo nước trôi không màu. Phần sau nữa thì em xin phép được hát một đoạn karaoke để chúng ta sẽ cùng nghe thử cái chất âm của bộ dàn này nhá. Bài hát rất quen thuộc, bài hát Người đứng sau hạnh phúc, và cái giọng hát của em thì không được hay lắm nên mong các bác và anh em lượng thứ nhá. Vâng, vừa rồi thì các bác và anh em đã đủ thời gian để chúng ta cảm nhận được cái chất âm của cái combo karaoke ngày hôm nay. Với giọng hát mặc dù là không chuyên nghiệp và cũng không được hay như giọng hát bị thiếu hơi mỏng như của em, nhưng mà qua cái bộ xử lý X23 Pro kia cộng với những cọc mic của Dolla này thì chúng ta đã có thể là thấy được bộ dàn âm thanh không thua kém gì phòng hát chuyên nghiệp đúng không? Chúng ta hát thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng và không bị tốn hơi, không bị hụt hơi. Đây là một trong bộ dàn combo cao cấp mà Hoàng Long cho em muốn giới thiệu cho các bác và anh em vào cái mức giá tham khảo tại thời điểm hiện tại là 50 triệu đồng cho bộ này các bạn nhé. Ở một đô la VA12 phiên bản Pro cao cấp nhất, một chiếc loa siêu trầm TE9i, bass 30 cộng hưởng, cộng với một cặp mic không dây Shure UGX. Mic thì có thể thay đổi theo thời gian các bạn nhé, có thể cặp mic này, có thể cặp mic khác, một trị giá tương đương. Và cuối cùng linh hồn của bộ dàn cao cấp ngày hôm nay đó chính là chiếc đẩy liên vang X23 Pro DAC phiên bản President, phiên bản chủ tịch ấy, phiên bản cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại bây giờ đang có mức giá là 15 triệu đồng, giá để tham khảo. Và nếu như mua lẻ thì anh em có thể gọi điện trực tiếp để cho cái giá ưu thương hơn dành cho 20 người đầu tiên sử dụng cái cục đẩy liên vang này các bạn nhé. Và một lần nữa rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ các bác và anh em đã dành cho Hoàng Long trong thời gian vừa qua. Và đoạn cuối của video này thì em sẽ dành một đoạn nhạc DJ remix để chúng ta sẽ cùng nghe thử cái chất âm của combo này, và thay lời tạm biệt và gửi lời chúc tới tất cả các bác và anh em kính chúc các chúng ta thật được nhiều sức khỏe, bình an và ca hát vui vẻ bên những bộ dàn cao kê chúng ta. Xin mời chúng ta cùng đeo tai nghe và thưởng thức một lần nữa. Xin mời.